Hai Giang chào mọi người nha. Chào mọi người trở lại video nấu ăn của Giang nhé mọi người. Đó, trở lại video hôm nay thì Giang biết mọi người rất là thích ăn món cơm chiên phải không? Hôm nay Giang sẽ tiếp tục làm món cơm chiên nữa nha mọi người. Đó, và món cơm chiên gì thì Giang mời mọi người cùng đi vô bếp làm theo cái video của Giang nha. Đi thôi nha mọi người. Mọi người yêu thích những cái video nấu ăn của Giang thì cho Giang xin một đăng ký kênh phía dưới nha mọi người và một like nha. Để Giang có nhiều động lực thì Giang sẽ ra nhiều video nấu ăn hơn nữa cho mọi người cùng xem, cùng học và cùng làm theo nhé mọi người. Đó, trước tiên thì Giang sẽ đi tráng dầu nóng qua bên cái chảo nha. Cũng như mọi khi hôm bữa Giang cũng có làm cái món là cơm chiên tỏi tùm tấn rồi đó. Hôm nay thì Giang sẽ làm cái món là cơm chiên ngọc bích nha mọi người. Đó, mình cũng tráng dầu qua cái chảo này để mình chiên nó không dính cơm á. Với lại cái chảo này thì Giang cũng đã trôi sẵn qua rồi, cũng chiên cơm cũng nhiều lần rồi. Đó, bây giờ Giang sẽ phi một ít tỏi xay, phi lên cho nó vàng nha. Rồi xong xuôi thì Giang sẽ cho cái phần la ghim vô. La ghim thì Giang có là chả nè, bắp nè, cà rốt nè, mực và tôm nha. Mọi người cứ cắt hạt lựu hay mình cắt nhỏ nhỏ là được nha mọi người. Rồi xong rồi Giang sẽ xào lên một phát nữa cho nó thơm. Xong rồi Giang sẽ cho một cái trứng gà vô nha. Một phần cơm chiên thì Giang cho một cái trứng gà nha. Đây cơm hơi nhiều, Giang hớt ra một tí xíu. Canh cho nó vừa đủ một cái dĩa cơm để mình để lên dĩa cho nó đẹp luôn, nó không dư. Mọi người thấy cái màu trứng gà nó làm cho cái cơm mình nó vàng luôn, thấy chưa? Đó, bây giờ tiếp tục thì Giang sẽ chiên mà sẽ đảo gõ là những cái phần cơm mà nó còn cục cục á, cho nó rời ra hết luôn. Thì Giang làm video này nó cũng có hay lẳng tiếng ồn á, chứ nó rung lắc á. Mọi người xem thì mọi người cũng thông cảm giúp Giang một tí xíu nha. Cái chảo này thì chiên được 4 dĩa cơm một lúc luôn á mọi người. Thì mình chiên một phần thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như ở nhà mà anh chị và cô chú mà không có cái chảo chiên cơm giống Giang nè, mình sử dụng cái chảo chống dính mình chiên cũng được, không sao hết nha. Phần nêm nếm thì Giang sẽ cho là hạt nêm mà bột ngọt và một xíu đường thôi. Nó cũng nêm nếm mà cũng bình thường thôi, cảm thấy vừa ăn ngon là được nha mọi người. Đó, bây giờ Giang sẽ chiên lên tiếp tục nữa cho cái phần gia vị nó tan ra, nó thấm qua hạt cơm nhé. Rồi bây giờ hạt cơm nó rời ra thì Giang sẽ cho cái nước xanh xanh vô nhé mọi người. Nước xanh xanh này là cái lá ngò rí á. Mình bỏ vô cối xay sinh tố, mình sẽ cho vô một lượng dầu ăn nhỏ thôi, một lượng dầu ăn vừa đủ thôi. Đó thì mình xay ra để mình lấy cái màu xanh đó mọi người, để mình chiên cơm. Màu này, màu xanh của lá ngò rí này thì Giang sẽ lấy là cái màu tự nhiên nhất nha. Đó, làm vậy thì mình chiên cái hạt cơm cái thứ nhất là nó ăn rất là thơm cái mùi ngò rí mà ăn rất là ngon nhé mọi người. Đó, mọi người ở nhà hay gia đình anh chị mình có thể làm theo cái video này của Giang là cho gia đình mình ăn ngon lắm nha. Mình lấy cái lá ngò rí phải không, mình lấy một nắm lá ngò rí vừa đủ không, mình cho vô cối xay sinh tố, mình cho một lượng dầu ăn nhỏ vừa đủ thôi, là mình bấm lên mình xay ra để nó cho nó nhuyễn ra giống như mình xay sinh tố vậy mọi người. Đó, mình để mình lấy cái nước mình chiên cơm nha. Thì chiên cơm thì nó sẽ lên một cái màu xanh ngọc nhé mọi người. Đó, giống như Giang đang làm đây nè. Mà ăn cực kỳ ngon luôn, mọi người làm thử nha. Giờ Giang chiên thêm một phát nữa cho cái hạt cơm mình nó thấm đều qua, xong cho nó khô á. Thì Giang bắt đầu Giang sẽ cho thêm là hành lá nha mọi người. Nếu mà mọi người không ăn hành lá thì mình bỏ càng tay cũng được. Càng tay mình cắt nhuyễn nhuyễn á. Đó, xong mình chiên lên, Giang sẽ chiên lên cho nó chín hành lá nữa là được nha. Quá ngon, quá hấp dẫn luôn mọi người, nó thơm lắm. Mọi người chiên rồi mà nó nóng lên rồi, nó bốc khói lên giống như Giang đang làm nè, thơm cực kỳ luôn. Đó, màu hạt cơm vừa ướt mà vừa bóng nữa. Bây giờ Giang sẽ cho ra cái dĩa nha mọi người.
Rồi Giang sẽ bưng ra ngoài cho mấy bạn tiếp thực trưng bày nha. Trưng bày là muốn mình trang trí á. Đó, mọi người thấy đẹp không? Hấp dẫn không? Với cơm này hai người ăn mọi người. Bây giờ tiếp thực đồng nghiệp của Giang sẽ cho là cái mấy cái lát dưa leo với cà chua lên nha. Mọi người thấy cái tay nó run run không? Để Giang quay video á, cái nó ngại á, nó run run cái tay vậy mọi người. Rồi video đến đây là kết thúc nha. Giang cảm ơn mọi người đã xem hết video của Giang nha. Mọi người yêu thích thì cho Giang xin nhớ một like và một đăng ký kênh phía dưới nha mọi người. Đó, món cơm chiên ngọc bích tạo màu xanh bằng cái lá ngò rí sai ra nha.